sáng ngày 20 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về tình hình kết quả đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp, đồng hành của cơ quan báo chí góp phần hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với vụ việc tấn công trụ sở 2 Ủy ban Nhân dân xã Ia Tiêu và Ia Cây Tơ, huyện Cư Cui, Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lực lượng với quyết tâm truy bắt tất cả các đối tượng gây ra vụ việc. Đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ, tạm giữ hình sự tổng cộng 74 đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Như đã phản ánh, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11 tháng 6, nhóm đối tượng mang theo vũ khí tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Tiêu và Ủy ban Nhân dân xã Ia Cây Tơ khiến 2 cán bộ xã, 4 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, 3 người dân tử vong, 2 chiến sĩ công an bị thương. Liên quan đến vụ việc, bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su, 21 điện thoại di động, thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng cứ khác. Các tài liệu, vật chứng đã chứng minh rõ đây là một nhóm có tổ chức, bàn bạc, phân công cụ thể với nhiều hoạt động, hành vi đặc biệt nguy hiểm. Kính thưa quý vị, Công an huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt đối với một nam thanh niên đã đăng tải các video viết tiêu đề bịa đặt về vụ tấn công 2 trụ sở ở Ủy ban Nhân dân xã ở huyện Cư Quyên để câu like. Thanh niên này đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải nhiều video không đúng sự thật về vụ tấn công vào 2 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, kèm theo tiêu đề như cận cảnh Bộ Công an đã điều chiến đấu cơ Su-30 đến Đắk Lắk để tiêu diệt bọn khủng bố, danh sách, danh tính các đối tượng, làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng. Qua kiểm chứng, những hình ảnh, video trên là hình ảnh của buổi diễn tập vào tháng 4 năm 2023. Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận do thiếu hiểu biết, ham câu like nên đã lấy video máy bay quân sự, các hình ảnh không rõ nguồn gốc trên mạng, viết chú thích và đăng tải. Công an huyện Ea Hờ Leo đã xử phạt 5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm. Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển Việt Nam vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn. Đối tượng là người ngoại tỉnh điều hành hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, trong số tang vật thu giữ có hàng chục gói ma túy có tổng lượng gần 1 kg được ngụy trang dưới dạng gói cà phê để che mắt cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ Lương Cao Hải Đăng, quê thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và Huỳnh Chí Khải, chú huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng và làm rõ hành vi của các đối tượng. Gần một tháng trở lại đây, dịch bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ nhỏ có chiều hướng gia tăng phức tạp khi ghi nhận nhiều ca bệnh nặng và cả nước đã có 3 ca tử vong. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những ngày qua liên tục xuất hiện nhiều ca bệnh tay chân miệng mức độ nặng nhập viện tại Bệnh viện Vũng Tàu. Tất cả các ca tay chân miệng nặng tại khoa nhi Bệnh viện Vũng Tàu đều dưới 3 tuổi, có tình trạng bệnh chuyển biến rất nhanh chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Các chuyên gia y tế nhận định, dịch bệnh tay chân miệng năm nay dự báo diễn biến khó lường do sự xuất hiện của virus EV71. Đây cũng là tác nhân gây dịch tay chân miệng trên diện rộng năm 2017-2018. Các bác sĩ khuyên cáo khi trẻ sốt cao đột ngột, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời. Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh mới đây, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào đã tổ chức bàn giao 6 nạn nhân người Việt Nam bị mua bán qua biên giới. 6 người này bị các đối tượng dụ dỗ đưa sang Lào làm việc, sau đó bị khống chế, đe dọa, ngược đãi, đánh đập, ép buộc, gọi điện về cho gia đình để gửi tiền chuộc với tổng số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng. 6 nạn nhân được giải cứu, gồm 4 nam cư trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh và 1 nữ trú tại huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk và 1 nạn nhân trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Theo anh Nguyễn Xuân Vũ, là nạn nhân người Hà Tĩnh, thì do đang có nhu cầu tìm việc làm, anh được một đối tượng giới thiệu sang làm việc ở Lào với mức lương hấp dẫn. Công việc chỉ đơn giản là gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng. Tuy nhiên khi sang đến nơi, thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những lời hứa hẹn ban đầu của kẻ môi giới. Khi đó gia đình vào vẫn chưa có tiền thì họ đã đánh đập 5 người chúng em. Và sau đó mỗi cách khoảng 3 ngày như vậy, mỗi lần như vậy gọi về nhà không có tiền là họ đều đánh đập. Và trong quá trình nhốt em chỉ cho anh một ngày là
được một bữa ăn và tiền nước và tiền ăn từ bỏ ra. Con điện về cứu con với, thế mẹ nóng ruột quá rồi là xoay sở gửi cho con 300 triệu rồi mất tích luôn, đúng chỗ con gửi về nữa. Đây là khi nhờ ban ngành cấp trên cứu là con ra thì mẹ chỗ là hai cái mặt thâm đen đấy con nốt. Đó hỏi mẹ nói con này, con ơi nắng mấy đứa con này là họ dỉ điện bằng roi điện với đập đăng giấy điện rồi là họ cho ăn có lần. Thì như bộ đội biên phòng về chờ cấp trên này đưa được con tôi ra rồi là dư lên cửa khẩu cảm ơn bộ đội biên phòng với chỉ cấp trên đây dư được đón về được gia đình rất là phấn khởi, rất là mừng. Tư vấn cho khách hàng công việc mà các lao động phải làm hàng ngày, theo lực lượng chức năng thực chất là gọi điện để lừa đảo qua mạng. Nếu hàng ngày, hàng tháng không làm đủ chỉ tiêu do các đối tượng yêu cầu, do các đối tượng lừa đảo yêu cầu thì người lao động sẽ bị đánh đập, trừ lương hoặc bị bán lại cho người khác. Việc nhẹ, lương cao, không cần bằng cấp, trình độ và biết tiếng. Đó là những chiêu bài của các đối tượng lừa đảo đưa người lao động đi nước ngoài bất hợp pháp. Do nhẹ dạ cả tin và nhu cầu việc làm nên không ít người sập bẫy. Qua cái vụ việc này ấy, thì cũng khuyến cáo khi mà con em muốn đi lao động thì phải nắm được các cái công ty cần lao động nó phải rõ nguồn gốc, thế và đảm bảo được cái độ an toàn đấy, không lên đấy là nghe theo các cái lời dụ dỗ đấy, về mức lương cao, việc làm nhàn đấy, để mà cho con em đi lao động mà không rõ nguồn gốc mà dẫn đến để mà con em mà bị lừa đấy, xào vào các cái công ty của người nước ngoài đấy, để mà xảy ra cái tình trạng như cái vụ việc vừa rồi. Hiện nay rất nhiều người đang có nhu cầu đi lao động nước ngoài do thiếu hiểu biết và nóng vội tìm kiếm việc làm đã chấp nhận mạo hiểm tham gia vào các đường dây đưa người đi lao động trái phép, dẫn đến sập bẫy của các tổ chức buôn người qua biên giới. Mất điện vài ngày trong thời tiết nắng nóng đã làm đảo lộn và gây khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. Thế nhưng hiện nay ở nhiều nơi vẫn còn chưa có điện. Cuộc sống của họ tại vùng đặc biệt khó khăn, có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Người dân khu vực này mong một ngày nào đó có điện lưới về bản để thắp sáng, sử dụng tiện nghi của cuộc sống một cách bình thường. Dù chỉ cách trung tâm huyện 10 km, thế nhưng thôn có 57 hộ dân của thôn Thung, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa được dự án và phòng y tế hạ tầng với là đơn vị tư vấn thiết kế sẽ hoàn thiện cái hồ sơ thiết kế và dự toán để thẩm định để cố gắng là đưa vào thi công trong quý tư cho các hộ dân. Đã từng có điện lưới quốc gia, tuy nhiên do Xuân, huyện Quan Hóa sinh sống, do thiếu vốn nên dự án thủy điện Hồi Xuân đang bị chậm tiến độ nhiều năm nay, nên những cam kết về hoàn trả mặt bằng và di chuyển trạm biến áp từ nơi ở cũ lên nơi ở mới vẫn chưa được chủ đầu tư thực hiện. Thành tôi chuyển lên đây được Thanh Hóa, dự kiến cuối năm 2023 toàn tỉnh sẽ đóng điện tại 15 thôn bản chưa có điện còn lại, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083 722 5566, địa chỉ email đường dây nóng a@vtc.gov.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.